Hello, Roberto Zidane. Hello. Roberto Zidane. Roberto Zidane. Nó mày cá lắm. Ngon nó mày cá. Trời ơi, trời ơi. Roberto Zidane chẳng khỏe hả? Khỏe, khỏe. Khỏe, khỏe. Mới tù về. Mới về được 2 tuần hả? Hai mày mắc cười quá hả? Khỏe, khỏe hả? Khỏe. Khỏe, khỏe rồi. Mày gắn đi. Kiếm mấy người lẻ xài. Trời. Mày có được ghẹ rồi lẻ lẻ chưa không? Chưa. Chưa hả? Có bồ thôi hả? Có bồ nhí thôi hả? Chưa ghẹ. Mới có bồ nhí thôi hả? Rồi, là cái lần này hả? À, lại làm cái sàn đấy trồng cây hay không? À, để cây bông sai hả? Hay là làm gì? Thanh long. Trồng thanh long của hả? Cái trồng không ngá. Nó không ngá trồng trời. Mày nói. Ừ. Rồi. Đất đây hả? Đất đây. Ở đâu hôm nay mày có chiếc bông mày đeo gì không? Dẫn gì? Cái này da rồi. Cái này đi đâu rồi? Đi có cầu đi không? Đi không? Cái đi không? Đi vô thay đồ đi Alex. Ủa vô ngủ mới vậy hả? Vậy đó. Vô nhà hả? Ok. Mi đi Costco nha. Ủa tưới gì không nội? Tưới nước đá chó hả? Ờ. Chó nó đá hôi quá. Ok, rồi đi Hùng ơi, vô. Tết cái mình qua đi mình làm body nhỏ nhỏ ha. Tết mặc áo dài, dẫn đi chơi. Nhỏ làm trà chai ha. Thấy, lâu rồi không gặp. Để ngoan ngoan tháng 2 tháng nữa tại tôi nhà rồi bên thành cho nó xong á. Xong rồi mới đi ra ngoài thì cũng thẳng được sau 10 giờ tới mới về được. Tại giờ đang xin việc làm cho tao biết mình đi về đúng giờ á. Tết tới mới được. Mày có dài trai cũng nhậu ở nhà chị Hằng cho dài trai. Mà đâu có nhậu nhiều được, về người ta có người ta đo nồng độ. Về là phải thổi nghe vô bít gum là bị thổi cái đó. Tống vô tù lại. Alex muốn đi giống vậy à? Alex muốn đi giống vậy à? Không. Quay. Thôi. Đi đi. Thôi. Đi về nó cay được. Thôi. Hùng luôn. Vậy ở nhà cũng cay được phải không? Ở nhà cay được tỉnh táo thì tôi khỏi bắt đi còn thôi là tôi bắt cho nó nhốt vô giống y chang Hùng luôn rồi xong rồi nó nhốt vào bay sành tiếp. Tin không? Thấy không? Phải không? Nhốt vô là bài cỡ 5 tháng, 6 tháng là xong rồi phải không? Alex nhớ cái năm trước không? Lúc mà Hùng đi 6 tháng tới nửa năm đó. Nhớ không? Đó đó, vô chụp. Đi ra là cái đầu nó dài hơn tóc dài đi nhớ không? Đó lần đó bị bắt 6 tháng đó, rồi lần sau này bị bắt 3 tháng nữa. À. Rồi xong rồi đó. Bây giờ ngoan rồi, tại vì trốn không có biết cái nhà. Bây giờ ngoan rồi đó thấy chưa? Đi tò. Mà vẫn còn khùng khùng. Mà đi tò đó nè, mà mình chính tay. À. Mà mình chính tay em phải đi viện hay là bị lẫm gió nữa. Ừ. Đấy trời. Vậy lấy muốn đi không lấy? Không. Không hả? Vậy lấy có ngoan không lấy? Ngoan. Vậy không có đánh hết không? Có ngoan thiệt không? Thiệt. Ở dưới trước. Ừ. Vậy đó hả? Vậy là rồi thời hôm ngủ rồi nửa đêm có thức dậy đi đâu không? Không. Không à? Biết có trong camera có hết rồi. Đâu có đi đâu trong camera có hết rồi. Đó rồi thấy không Hùng? Ở nhà là thấy bao nhiêu ống camera là không phải một ống đó mày. Hả? Gắn vậy. À, trời ơi. Gắn thêm nữa. Rồi kêu chanh coi kìa thấy không? Có ăn chanh không? Hái đi. Ok thôi vô đi nè. Đi Costco. Đi mà lẹ, đi cái coi chơi à, là, đi phụ đứng đồ đồ, kéo đồ đồ gì vậy? Thôi, đi mà thôi. Đi mẹ, đi má ơi. Đi bà, đi ra đi vui má. Thôi, ở nhà thôi vậy hả? À. Vậy đó là vui làm gì ăn vậy? Ôi trời cam nè, Hùng hái, lấy gì ăn không? Dạ không, đặng nhiều lắm. Vậy hả, lấy tao hái mà, để cho một sàn cam. À, chỉ cho là tao làm rượu nè, tao là lấy cam làm rượu cho cây uống đã lắm. Thiệt đó, cái này chỉ cần á mình tháo cái vỏ ra cái để nguyên trái vô cái bọc vô hũ gì đó. Ừ. Cái mình để nước nóng vô. Ủ. Để một xíu đường vô. Ừ. Cái mình ủ khoảng 3 ngày tới 4 ngày lên men xong rồi đó. Vậy về làm uống đi không? À, cái dắt ra cái mình uống. Xỉn luôn bao xỉn luôn. Mà cái nồng độ là có khoảng 8% tới bờ xanh alcohol thôi. Ừ. Có 8%. Làm thử ha đó. Cái trong tù tôi uống rượu trong tù tới tù nó lấy trái cây nó làm rượu nó uống kìa. Cam nè, rồi mấy trái táo nè, rồi mấy trái như là trái đào, trái phi cái gì đó. Ừ. Trần trộn là nguyên bọc vậy đó. Ừ. Ngâm mấy ngày uống. Ừ. Vui lắm. Ừ. Vui lắm. Một đống cam này giờ làm đi, làm rượu cam luôn. Ủa sao lát gặp Hùng mà lát không có hỏi hàng về Hùng vậy hết trơn vậy? Ôm Hùng. Trời ơi, đây là ông trai mà không à, đúng rồi men đúng không? Đây là Roberto Zidane nè. Ủa đàn ông trai ông không cũng được vậy. Ê trời. Ừ.
Người ta đàn ông trai mà ôm hôn vậy hả? Đàn ông trai ôm hôn cũng được vậy, đâu sao đâu. Ôm nhau, ôm nhau bắt tay cái là biết rồi. Đâu còn hôn đâu. Đâu ôm, ôm Alex nữa kìa không? Ôm chọc Alex kìa không? Thấy nặng không? Thấy này nặng nặng không? Ôm tôi quá nha. Ông nào ôm giỡn hết luôn. Không có vỏ đít à lắm luôn kìa. Thường thôi. Thường thôi hả? Vỏ đít là thường thôi hả? Miệng đít là thường thôi. Vậy là hai mày dưới suối còn hơn nữa. Chưa, đừng nhắc nữa. À lắm. Hùng nó nói nó vỏ đít vô là thường thôi, còn hơn nữa, hơn đó nữa. Ta còn nằm ngủ chung mà đúng không? Ngủ chung giường luôn nữa. Ngủ chung tấm nệm luôn đúng không? Ở chung nệm chung giường đúng không? Rồi còn có che màn nữa lúc đó thêm. Lúc đó cũng như là chuyển gia vậy đó. Ngủ chung tấm nệm mà còn che màn nữa mới đọc chứ. Thời gian đó mới vui ha. Trời mưa vui thôi rồi luôn. Đốt lửa lên trái bừng 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 bừng. Cái nóng. Ra uống xỉn thì ra đường nằm hả? Đâu biết đâu. Xỉn nằm chỗ đối diện thôi. Hùng khiêng vô. Hùng câu cổ dắt vô. Nó xe chạy ngang lụm sao? Ủa uống xỉn nằm vậy luôn hả? Nhậu nhiều lắm á, ông uống nhiều lắm, xỉn á, xỉn tới khi mà chị nhớ cái ngày mà chị lại mà thấy ông xỉn không? Ông đứng gì mà ông xỉn xỉn, cái bữa tối đó là bữa party gì đó quên rồi, ngày lễ gì đó, ông ổng có tiền ông mua rượu, đóng rượu, đóng bia uống. Có tan, có tan. Giờ chắc hết nhậu ha, ở nhà chắc hết nhậu ha, nhậu mình chứ buồn lắm á. Lai lai nữa, gót lâu lâu có anh chơi bia, muốn uống thì lấy uống. Sướng này rồi. Bắt tôi di đàn, bắt tôi di đàn cái tôi đó. Đó rồi chơi phát kẹp bo mỗi ngày vậy. Ai là chơi phát bo hay lắm, chơi đá banh hay lắm á. Dễ dứt đơn dắt đi tùm lum hay lắm. Để em hỏi đi kiếm một cháu anh cho. Cháu anh xài số mấy, số 4 hay số 6? Số 4, số 5 à. Ủa Costco đâu có bán ban. Tại vì có nhiều loại lắm, cái bự cái nhỏ. Có mà đi thảy qua bên Apple hết rồi. Đá rồi rớt qua nhà người ta, sao người ta không thảy qua dục giùm á lắm. Viết miếng giấy thảy qua xin người ta bỏ qua lắm. Có kìa. Cái đó cho nó mà không bị lụm vậy đó. Mày bự quá. Ủa sao Henry nó hồi bữa cái trái pickleball nó rớt qua đó nữa Alex? Lụm vậy. Ủa viết miếng giấy thảy qua phải không? Không biết nữa. Mày nói Henry viết miếng giấy thảy qua bên cái hàng xóm, kêu hàng xóm thảy qua lại giùm. Henry liền viết miếng giấy thảy qua. Ok, thôi đi Hùng ơi. Alex không đi phải không? Không. Alex ở nhà phải không? Ok. Đây. Đó, sáng bà ngoại mới chở Hùng thảy vô đây. Hổm gài á là Hùng về nhưng mà Hùng với Alex chưa có gặp nhau nha mọi người. Cho nên sáng bà ngoại chở Hùng thảy đây để đi Costco với chị Hằng. Xong rồi cái chị Hằng hồi nãy mới kêu Hùng ra đằng sau mày ôm Alex cái đi. Hổm gài mà chưa gặp. Đó. Giờ mới được gặp đó mà. Giờ mới được gặp. Rồi đây. Đi. Đi vô đây. Em yêu. Rồi ôm tay giả nữa đi kìa. Thôi. Ông hoài nghiền sao nghiền hơi sao nghiền mùi hết. Alex chơi nước kìa. Chơi nước kìa lẹp. Nó đánh bằng cái chảy mồ hôi giống như tắm nha mà nó không. Mình đi có cô mua đồ với hàng với non nha. Ok bye. Ok bye. Bye. Ở nhà ngoan nha. Ở nhà có ngoan không? Ok bye. Lên cây mà chơi mình nha. Bao giờ tao lấy cây tao thọt xuống nước cho mày luôn đó. Nó chơi nó đá banh vậy. Ok đây Hùng ơi. Gặp nó. Cái hai thằng ôm. Ôm hai lần rồi hôn nữa. Nó nói ôm vậy là chuyện nhỏ rồi. Ở dưới suối đó ngủ chung giường mới là chuyện lớn. Rửa đầu lượm được chiếc bông đeo cái gốm này trời. Dục đi để tao cho mày chiếc của hột sòn luôn. Giống yên vậy. Dục đâu? Dục đi chiều mơ giờ tao lục cái đâu. Tao lấy bỏ vỏ thẳng ra. Lột dục đi ai lượm bông cũ đeo vô gớm vậy. Lượm. Không có cái hột. Có một sức ra rồi. Để em túi nha trong quay lẹt nè. Nhưng mà đâu gắn gì được. Được một keo sức lưu gắn vô thôi. Trời ơi kiến này trói mặt trời mất mới thì phải nhướng chứ mới nhăn chứ trời. Nhăn ghê. Phải không? Nhớ ông đeo kiến mà đây nè, mặt trời trói cứ nhướng ra ngoài trời nhăn chín chán chứ. Sẽ làm thâm quầng mí mắt.
trời ơi, trời ơi, đẹp không? Gucci nha mày. Ừ, chị Giang. Kiếm Gucci nha mày, 500 mấy nha mày. Trời ơi, Giang chị đẹp không quá. Không phải kiếm thường à, có 500 mấy mà kiếm thường kìa, kiếm thường cái gì. Đây là những giây phút cuối cùng của đời của thằng Hùng. Trời, nói gì thế ớn. Các cả tuần mình gặp lại rồi chị. Trời đất ơi. Xe đi làm việc. Gì cả tuần? Mới có 2 ngày à. Phải không? Ủa phải không ta? Bữa hổm kia hôm qua. Mà bây giờ phải đi coi phòng cho ông Danh. Chỗ này nghe rẻ quá, có 650, tính chạy được coi ổng. Xong mình vừa buông ra công việc mình rảnh, nhắn rồi ông nội này, ông nói ông đi ra ngoài rồi. Tiếng nữa ông mới rảnh rồi làm sao? Tiếng nữa mày rảnh thì ở đâu chờ ông tiếng để mà đi vô đây. Nãy giờ đi uống tới Miêu Thi chứ tiếng nữa mình buông. Trời ơi Miêu Thi cái nổi gì, sáng giờ một ly rồi. Uống ghét rồi mày coi cái bụng tao bự chà bá đường không à. Trời trời ơi, tao bữa mày bị chà bá luôn trời ơi. Nó bự chà bá luôn à. Nó chắc chạy quá bà, tại nhà ông gần bên cái đường Story Việt Nam Thao á. Chạy vòng vòng thu bển đi rồi. Nào ông gọi thì mình chạy tới, mình đi vòng vòng bển đi. Dạ thì mình đi vòng vòng bên Sinh Mô chơi. Mấy vòng vòng Việt Nam Thao chơi. Quay phim rồi xong chị mình đi vô chổng. Sao chị ơi vô chổng coi coi bây giờ sắp đến Tết rồi chồng nó trang trí nó bán gì á. Tết đến rồi ha, coi trong đó nó làm gì phải không? Ừ, hai em mình vô Sinh Mô chơi. Người đi vòng mình đảo chơi trong đó có chỗ game top nữa. Chạy đua xe chạy bắn súng vui lắm. Mày bắn súng đua xe vui lắm. Thiệt, thầy ơi relax nha mà, relax em chơi. Tết đến rồi. Tết đến trong tim. Tết đến rồi, bữa nay mười mấy rồi. Cái buồn quá là chuẩn bị ngày 20 mấy là người ta bán Tết xôn xao rồi. Tuần sau nè, tuần này nè. Bắt đầu tuần này thứ bảy chủ nhật nè, chợ Tết xôn xao nè. Để đi quay chợ Tết cho bà con coi nha. Cho bà con bên Việt Nam coi không khí chợ Tết của bên Mỹ nha. Năm nay là Covid đó, nhưng là Covid năm rồi, nhưng năm rồi vẫn có chợ Tết. Năm rồi mình có đi Tết chung ta. Năm rồi đó, mẹ ở dưới suối tao xuống bắt mày mặc áo dài chống gậy thấy ghê đó không nhớ à? Nhớ rồi. Mà năm nay là được ở trên bờ mặc áo dài đẹp sạch sẽ nè. Năm rồi hai thằng đó ở dưới suối đó mà mặc áo dài mà tao bắt mặc áo dài mà hai thằng chống gậy mà cười bể bụng hùng lúa lá lưng thì cong tóc thì dài mặc lắm lem lắm luôn. Thằng Alex thì chống cây gậy đi coi khùng rồi khùng. Hai mày quá trời khùng thiệt á. Còn năm nay là sạch sẽ rồi, được mặc áo dài đàng hoàng hả? Trời ơi, lấy kiến gái của tôi đeo lên. Vậy mày thích phải không? Cho mày kiến đó nó đeo đi. Ừ. Kiến đó kiến gái của tao mà, tao để đây mà. Đâu sao mình mang gì, người nào sành điệu lắm người ta mới nhìn chứ biết là của con gái hay trai. Còn mình bình thường đeo nó đẹp thôi. Tao qua đi, đâu gì gái trai đâu kệ. Nó đúng rồi, trai gái gì kệ, có đeo được rồi. Đeo gì cho nó lạ. Cái này mày thích đeo đồ con gái mà mày đâu khe đâu. Đi đi mà. Mày đâu khe đồ trai đồ gái gì đâu. Mình thấy hợp mình mang thôi. Chứ đâu có lựa chọn đòi hỏi gì được. Năm nay mặc áo dài thì nó cũng đòi là mặc áo dài gái chứ nó không chịu mặc áo dài trai đâu kế được. Mặc áo vest ra. Tại mày thích mặc áo dài gái thì cho mày mặc áo dài gái có gì đâu. Kiếm cái nón lá, kiếm cái nón lá mua ai nữa kìa, trời 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 ơi trời. Đập cô đơn phương kìa. Đập cô đơn phương. Trời ơi, đập cô đơn phương. Đồng rồi tên đó. Mới của mấy người ở dưới đây luôn. Đó chị Hằng nghĩ ra đó tên là Đập Cô Đơn Phương đó mà. Câu bài. Bây giờ Đập Cô Đơn Phương. Đơn Phương là một mình, Đập Cô độc nhất rồi. Độc nhất mà còn một mình nữa. Đập Cô Đơn Phương đó mà. Vậy còn cái clip này chắc trời cũng không ngờ mình như vậy. Còn Vân coi cái kia mà tự nhiên buồn. Cái gì vui gì cười, tòa cười của mình. Khi mà thắp em cặp lóc đó. Cái em nằm ở chỗ thư viện cho em ngủ. Tao thấy cái gì comment vô cái gì chị Hằng không có thương em gì đó hả? Là mày đó hả? Trời ơi. Trời ơi, biết luôn trời. Người ta giấu. Ủa mày comment vô mà sao mà chị không thấy được. Thấy chứ. Ôi dồi, sao không nghĩ là thằng nào nó để giải cái tên. Ờ thì có rồi. Cái lúc mà hồi xưa mày ở nhà chị xong rồi mày ra đây đó. Quá trời nhiều người lập cái nick Lâm Phương Hùng vô, Lâm Phương Hùng giả vô rồi comment nói bậy nói bạ vô cười bể bụng thôi. Nói trời ơi sao ai mà rảnh dữ mà canh cái gì kỳ dữ. Nó đã đi, nó khùng, nó lang thang rồi, nó ở đâu mà nó có phone mà nó lập nick ra mà để mà nó
nó bởi vì nhiều người ở trên mạng này coi cũng rảnh ghê vậy, không biết làm vậy làm chi. Sao chị hay với chị Hằng? Sao chị biết em comment mấy câu mấy không, hôm qua cái đó comment mới là em mới đó. Hôm qua luôn á. Cho nên những cái nào của ông Hùng nói hay những cái nào của những người giả nói Hằng biết trơn, mà cũng biết giả vậy làm chi vậy, không biết chị nữa. Mà cái người nào cái não nó cũng hay dễ sợ, rảnh dễ sợ luôn á. Mà lúc mà em đi hồi là ở nhà chị xong rồi em đi đó, cứ lấy nít làm nít giả mấy người ta đó. Lâm Phương Hùng vô comment chữ tứ lung tung hết trơn, nó my god sao mà gánh dữ vậy trời. Mà chị cũng lóc lại hết, mà gánh dữ, mình lóc lại xong nó làm nít khác Lâm Phương Hùng tiếp. Nó nói trời ơi cái thằng khùng nào mà nó cũng khùng khùng hút thằng Hùng luôn, nó mới làm chuyện đó chứ. Mà khùng cỡ thằng Hùng không có nghĩ ra vậy luôn. Trời ơi, cũng nghĩ ra được cái comment mấy câu trời ơi, nó comment vô nó chửi ông nội ơi, nó chửi chị Hằng. Tao nói trời ơi mấy thằng nào mà nó điên dữ mà nói mình mắc cười. Thì biết chứ sao không biết. Rồi xong rồi lóc lại cái mấy ngày sau thấy làm cái khác Lâm Phương Hùng tiếp nữa. Nói vậy là thằng nào khùng hơn Hùng nữa rồi. Đúng. Chắc cũng cái thằng choi cỡ Hùng đây mà khùng hơn Hùng. Không hút mà hơn Hùng rồi. Chết luôn cái tên yeah. Ghê thiệt. Xong rồi mất cười thời gian này mất nín luôn, không có nít giả Lâm Phương Hùng. Mà mấy ngày nay có nít Lâm Phương Hùng là khi Lâm Phương Hùng có phone mới tin. Đó, thì Lâm Phương Hùng mới comment chị không có thương em nữa. Thì cái đó là của Lâm Phương Hùng thiệt. Là biết dàng biết. Trời ơi hỏi sao mà mấy người giả comment vô mà chị không biết, mà mấy người Hùng mà chị không biết chứ. Mà gì mà họ cũng nghĩ ra họ làm chi vậy. Gánh thiệt luôn. Hay thiệt, nhắn tin có chút xíu có mấy câu à. Thì không có thương em. Đó, thì đã biết rồi hay thiệt. Anh nói trời ơi ai mà gánh dữ luôn á thiệt chứ. Chị không có giấu được chàng hết á. Sao giấu được. Hay thiệt. Công việc của chị làm nhiêu đó, rồi thí dụ như tụi em cái tính tình của tụi em như thế nào, rồi lời nói hàng ngày như thế nào, mà thí dụ cho những cái lời bình luận đó rồi chị đọc được chị không biết là của ai giả hả? Hay trời, thiệt á, cái lời không biết chị nghĩ tới đó là chị quá hay rồi. Trời, mà vậy mà họ cũng làm phải sợ chàng nhiều hơn nữa rồi. Anh đâu có comment gì tầm bậy tầm bạ hay là biết nói rồi. Cái gì đâu. Cái đó là hồi lúc mà hồi năm rồi á. Yeah. Là cái đó là những người khi em đi rồi bắt đầu là cái những người ta coi trên mạng đó. Rồi chắc là người ta lập nick giả ra, rồi người ta chửi vô mà lập nick giả tên Lâm Phương Hùng nó mới chết chứ. Rồi bắt đầu nói, xong nói quá trời rảnh rồi. Thì lóc, chị lóc lại thôi cho mình làm. Tại sao Lâm Phương Hùng bỏ Lâm không? Đừng có lầm với lậm thôi. Lầm với lậm mệt lắm. Ông nội nè, giờ ấm không biết chuyện nào ông gọi để mình biết ta. Xe. Còn không người ta không coi lầm. Luôn á. Lầm mà lậm thôi. Chứ mấy từ kia nó ghê lắm. Nhưng mà đừng có chơi không thôi. Chơi không như là chơi sổ lá, chơi điếm thúi, chơi sau lưng mà nói xấu người này, nói xấu cái người kia. Nhiều người cái tên của người ta, cái nghệ danh, cái biệt danh đó cũng như là ca sĩ hay là diễn viên ta đi hát hay đi diễn tới gì đi. Cái nghệ danh, cái tên của người ta cũng bàn tán, nói này, nói kia xôn xao, khó hiểu. Thì vậy mới gọi là trên trang mạng xã hội. Tại vì em thấy buồn quá. Hàng người gì cũng có. Em buồn quá em mới đổi ở tên của em thôi chứ em đâu có nghĩ gì đâu. Suy nghĩ về cái gì? 3 tháng ở trong đó em nghĩ là em tự rèn luyện em vậy đó. Ở trong chương trình cải huấn mà hướng nghiệp. Ăn ngủ coi phim mà lên thư viện được chuyện rồi chơi basketball chơi bóng rổ. Rồi xong cuối tuần cũng có linh mục một sư vô trong trọng đi làm nhà thờ tới cho mình làm tới làm lễ nữa. Rồi người ta nói chuyện tâm sự với mình vậy quen quen xa đường rồi không có nghĩ tới là được đi trên xe ngồi trên đường cũng nhớ đường đi ôn lại à, ngồi trên đường nào đi tới đâu rồi đó ha. Rồi bây giờ được ra ngoài rồi cái đường ngọn xe cái thấy nghĩ là cái cảm giác mà 3 tháng ở trong đó nó trời buồn nhưng mà cũng chịu nổi được tại vì luật mà bị bắt vô là phải chịu thôi. Nghĩ tới nghĩ lui xong rồi trời ơi thôi giờ ra quan ngoan đi ngán chấp hành đúng luật đi. Đúng rồi. Đi là phải đi, không đi là chết. Cái ngày mà mùa đông á làm lại cuộc đời. Dạ, mấy ngày tới mùa đông ở ngoài này chắc lạnh lắm hả chị? Thì mùa đông nè. Nó lúc mà tháng 11, 12 á. 12 là cũng bình thường, bây giờ là đang lạnh vậy thôi đó. Năm nay không có lạnh nhiều nha, nó cỡ này vậy thôi đó. Hồi tháng 11 là đâu lạnh, 11 là mát thôi. Bắt đầu tháng 12 lạnh tới tháng 1 cũng lạnh y gì thôi à, không lạnh nhiều. Năm nay sao lạnh ít thiệt luôn á, không có lạnh nhiều. Lúc nhớ một lần điện ra, ồ đang đi chơi với
cả nhóm à, đi đâu đi ăn ta đâu đó ở trong chỗ nào á, có anh Lộc chị nhà Thống, anh Lộc về anh Lộc chị Thống rồi anh Khanh Ngọng Mía đó lúc đó điện ra chắc cũng nghĩ là trời chắc nó chậm, chắc là nó chọc cho tức quá, đi ăn đi chơi chắc động nó tức lắm à. Cũng bình thường thôi, gán đi 3 tháng thôi. Đúng rồi, gán 3 tháng thì ra rồi đi ăn đi chơi lại với mấy anh em vậy thôi nè. Nếu mình sống tốt thì mình có cuộc sống vui vẻ, hòa nhập với cộng đồng, cái nào nó tốt hơn mình sẽ nghĩ nhiều đi. Chơi đủ rồi, cuộc đời mình cà chơi nó đã khổ bao nhiêu năm nay rồi đó. Trở lại thành người với người ta thì phải sống tốt. Trời ơi, giờ những người em giống quỷ lắm. Còn cái thằng Don khùng khùng đó hồi nãy đó, đó chị nói chuyện nó không nghe, cái tánh nó vậy hoài thôi, trời cứu nó chứ cũng ai cứu nó hết đó, em thấy không? Thì những cái đó em đi với chị trước mặt em thấy hết đó, thì em tránh, biết không? Thì em đi, em thì không có nổi khùng giống như nó, tánh em không có giận dữ, không có gì, cái tánh em vậy làm sao chị sáp lại gần được. Rồi đi với chị là chị làm việc chẳng chị nhức đầu đang chết chị hả? Đó mà thấy nó không, mỗi lần gặp nó chút bao nhiêu cái ưu phiền của nó lên đầu mình. Rồi xong rồi á, nó nói chuyện thì phải nói cho nó đàng hoàng, ở đâu mà nói ra là muốn nhào lại cắn xé người khác. Rồi thì sao xin được việc làm, rồi sao có cuộc sống. Tại vì người ta sợ người ta sẽ xa lánh mình đó. Người ta sẽ không có thiện cảm với mình nữa. Ừ, ác bây cảm. Giờ cho dù chị không có sợ nó, nhưng mà mỗi khi lại nó làm như vậy đó, chị sẽ bị stress, chị điên. Thì đôi khi người ta cũng sợ, vậy không phải người ta sợ đánh. Không có sợ, sao phải sợ nó đánh. Nhưng mà người ta không thấy như vậy đó, người ta sẽ bị stress liền, người ta sợ. Nhưng khi nhận một cái người làm việc, em nghĩ đi, mà gặp cái người như nó, người ta cũng sợ chết người ta, sao người ta dám nhận đây? Chị nhớ cái ngày mà em đi với chị để gặp nó đi, để mình đi ăn ở chỗ Thiên Hương với mà chỗ Hoa Đăng không? Ừ. Khi mà em nói với chị về cái chuyện nó, khi mà gặp chị cái nó bối rối rồi nó làm lung tung á, là cái tính nó giống vậy đó. Bây giờ em thấy nó hạn chế rồi. Nó hạn chế rồi, nó không có còn là lúc nó gặp em 2 lần gì, lần 3 gì. Em thấy lần này là nó gặp chị là nó không có nhoi nữa. Nó không có... Tại chị nói trước nó rồi. Chị đó. Nói nếu mà ra mà gặp chị mà nó la làng, nó nhoi vậy là đi về, đi chỗ khác, nó đừng có lại nó gặp chị. Đó, giống như cái chuyện gì thì nói từ từ giải quyết. Nó ở đâu nó phiền phức, nó lại nó chửi trên tự đầu. Nhiên cái nó lại xong cái nó la chứ, nó làm gì chứ, la sùm ở ngoài cái chỗ đó luôn. Trời ơi, tao không biết chuyện gì cho nó báo police bây giờ. Trời ơi, hết hồn, nó cũng hết hồn. Đừng giỡn với chị Hằng, mày chị Hằng nói là chồng làm thiệt đó nha mày. Thế mà chị cũng rối trí với nó luôn. Mình đã làm việc mình nhức đầu rồi, mới tới nó nhoi nó chửi, trời đất ơi. Sao mà chịu nổi, chứ giờ hy vọng mấy em đứa nào phải ráng cố gắng thì mới có cuộc sống tốt, mới có cuộc đời tốt thôi. Nhớ thiệt chứ giờ biết sao nói. Mình sống tốt cho mình đặt cho mình chứ không phải sống cho ai. Còn nếu cuộc đời mình muốn buông xuôi á thì coi như là hết rồi đó, tuổi này còn trẻ lắm mà, không bao năm nữa là khùng điên luôn. Có 2 chữ tự tự thôi. Tự chồng và tự ái. Thế em nghĩ là có 2 cái đó là đối với em là quan trọng mà. Tự chồng với tự ái. Chứ em chưa đủ tự tin với mà và cái gì đó đó. Thì bây giờ em chỉ biết con là mình lúc nào cũng có tự trọng với thì tự ái. Trọng mình với tự ái mình, đừng có để cho người ta khinh thường mình. Thì mình sống như thế nào ta sẽ không dám khinh mình. Chị chỉ cần em không có ngại về mấy cái chuyện quá khứ, chuyện ngày trước tới của em quá khứ em không có ngại đó, chỉ là cái đó là người nào cũng phải vấp ngã đúng thôi rồi, đúng vấp rồi. Ngã thôi nhưng chị... mà em vui á, em vui là chị hiểu em chị không có nghĩ là mấy cái gì đó em làm bậy làm bạ hay là gì em giỡn hay giỡn vui ra vô, nhưng mà cái gì ra cái đó. Bây giờ đó chị đã nói những người á, trong chương trình của chị giúp là chị giúp toàn là những người vấp ngã, thì không có cần nói tới quá khứ. Hiện tại đứng lên và làm lại cuộc đời thôi. Quá khứ cho dù trộm cướp bao nhiêu ngàn tội, nhưng mà đó là quá khứ, tòa án đã giải quyết người ta, chứ mình về cái lương tâm thôi, mình giúp họ. Cho nên đó là mình không có bao giờ nghĩ tới cái quá khứ. Chị không bao giờ nghĩ tới cái quá khứ của bất cứ người nào. Mà nói quá khứ nó không tốt mà sao mình giúp làm gì. Cho nên mình nói là cái này là mình đang đi giúp những người ta giúp ngã, chứ đâu phải mà những người tốt ai cần mình giúp. Cho nên quá khứ đừng có khe, miễn sao hiện tại em sống tốt là cái đó là em làm được một điều kỳ tích rồi đó. Mà nhiều khi cái quá khứ nó gợi lên cho mình cái nỗi niềm. Nỗi niềm gợi cho mình cái dĩ vãng, dĩ vãng nó mới gợi cho mình cái kỷ niệm.
mà những cái kỷ niệm có nhiều cái kỷ niệm trong cái quá khứ, trong cái dĩ vãng, trong cái hồi ức của em thì bây giờ em không thể nhớ, quên được. Đúng rồi, em nhớ cái như đối với chị đẹp. Gì đó dạ đối đối với chị khi mà thời gian đó là thời gian cái kỷ niệm của em với mà cái dĩ vãng của em cái hoài niệm kỷ niệm của em đó khi em ở nhà của chị cái quá khứ trước trước của em nữa là nó khác rồi nhớ không nghĩ lại quá khứ gợi lên nỗi niềm gợi lên thì quá khứ níu kéo kỷ niệm. Nhưng mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp thôi, còn những cái quá khứ xấu mình tránh nó. Quá khứ chỉ là một cái bài học khi mình vấp ngã mình thấy mình nhớ là cái kỷ niệm chứ mà cái dĩ vãng thôi. Dĩ vãng và quá khứ và kỷ niệm, hồi niệm, ký ức là hồi ức rồi đó. Mấy cái đó là do nhiều người nhiều cái suy nghĩ và cái nhận xét, cái nhận định về khác nhau. Chứ mình đâu có thể nói được là mình nói văn chương hoa lá rồi từ ngữ này, hoa lá cành, bông hoa lá rồi. Em không có giỏi mấy cái đó. Cái tính của em nghĩ sao ta em nói vậy à? Đúng rồi. Em học dốt lắm em học dốt lắm em không có hiểu nhưng mà em học hỏi từ những người đàn anh lớn, những người anh lớn chỉ em biết cái cách lễ phép hay là gì gì đó, cái gì nói với được nghe cái tai này được mình chỉ con anh em kia chứ mình không có làm cho người ta mất cái tự trọng cái tự ái khi mà mình giao tiếp mình nói chị nhau cũng nhoi nữa cô sơ cho trời chắc em nói nhiều quá không chị. Nói nhiều mà nói đúng thì không có sao. Không phải nói đúng mà là nói mà để cho chị hiểu em nhiều em hơn thôi. Chứ nhiều người nói comment này cái kia nó nói á. Người ta nhưng mà chắc chị cũng dư biết rồi, dư hiểu rồi. Khi mà thời gian em ở nhà chỉ là gần nửa năm đi. Nửa năm chị cũng biết tính tình em sao rồi bập. Chất thiệt chất phát rồi thẳng thắn thật thài đó, lâu lâu cũng sợ sạo bà lao. Người ta làm sao lắm đi ra. Nhưng mà vui. Nửa xe mới. Kìa, có xe Bolix nó đậu đó chứ vậy, chiếc xe đó là xe quảng cáo hả? Là cá thôi, em biết đâu bữa thấy mày chụp hình xe Bolix ở đây. Không phải Bolix hình như lúc nào cũng trực ngay đây nè. Tại trong đây là tiệm vàng Ngọc Xoàn không mày biết không? Đi vô mua kim cương. Tiền đâu vô mua kim cương? Vô mình coi mà đâu ai làm gì mình đâu. Dạ hả? Em dẫn chị đi vô. Tại em có quen cái chị trên đây là trong trận đất á. Đúng rồi. Mình vô mình coi thôi. Chảnh hả? Hùng dẫn chị vô đấy không thôi là không có Hùng là người ta sẽ không cho vô coi cho coi kim cương đó. Trời ơi nói vừa nổ quá ta ơi. Bây giờ hai chị em chuẩn bị đi sắm đồ Tết nhưng mà chưa có tiền để mình đi coi dạo trước vòng. Thấy vô cái ghế này. Thấy vô chỗ đậu xe gần đây có camera ai có đập xe cũng thấy nè. Đây nè. Đó. Ủa không được. Restart. Ủa no. Theo đây thiếu cái gì nè. Tem được. Restart. Trước ở trên này được nè. Vấp ngã mới hiểu được chữ tiền. Tiền làm em đau điên cả con người. Chơi với khi em quay mặt đi không nói gì. Thế nên em chẳng mang tiền. Yêu thôi khi ta yêu nan. Sao em quá phù phàng. Lâu lâu hát cái gì không? Dần tới Tết rồi hát một bài xuân cho vui. Rồi vậy tắt máy nha chị hay là đèn tắt. Rồi tắt. Rồi chết rồi. Mày đang quẩy cái gì sao lên vậy? Giỏ đồng nghiệp chị. Hứa đang quẩy giỏ nha mọi người. Đó, nó đang quẩy giỏ. Nó đang quẩy giỏ giờ rồi vô đây uống nước mía nữa hay gì? Phải gì đấy hả? Vô đây uống nước mía nữa làm sao? Hello. Ơ biết thằng hả? Em thỉnh thoảng coi cái YouTube của chị. Vậy hả? Em đang về chuyện nhà. Ở về chuyện nhà qua đây hả? Dạ. Hai vợ chồng hả? Không, bạn bè. Bạn bè. Có nghĩa là mình chưa già nha. Coi như là về chuyện nhà qua đây chơi. Gia đình hồi xưa cũng ở đây rồi. Vậy hả? Chèn ơi, qua thấy thằng cái biết liền luôn hả? Qua thấy livestream là biết chắc này cái chị hằng cà ly rồi. Dạ. Qua đây chơi xong rồi đi vòng vòng. Đi rồi, chơi. Bạn đi vòng vòng. Ok, thằng đi vô đây chút okay, ha. Rồi bye, nhà bye. Đó, khán giả. Khán giả. Khán giả. Ok, rồi bây giờ đi vô đây. Trong lúc chờ đợi hai chị em đi một vòng vô đây đi nha. Đó, một vòng vô đây nha. Có muốn ăn bánh gì không? Mình chụp hình không Hùng? Thì mang khẩu trang vô. Không.
Đúng nít trong trời, đeo kiến gái. Nó lấy mắt kiến tụi đeo, chịu nổi. Thích. Thôi đẩy lên, ta ăn mấy muối là ngọt quá rồi. Đây còn của mày cho mày ăn hộp đó. Hồi chia ra, chị cho mỗi thứ một cái đem về rồi tối có ăn. Hồi cho mày ăn trái xoài thái, miếng nhãn, miếng vải. Nhớ mới chết luôn. Hồi là nhớ ăn cái mít mít vô. Trời ơi, mít chết. Không đứa gì trời. Nè, vô cát đi. Nãy chị ăn chị dục gác trong đây nhiều quá nè. Lượm ra đi. Đem vào cho. Mấy cái hộp mít. Hấp cơm để vô. Ừ, hấp cơm ngon lắm. Sắp sữa có nước mía rồi kìa. Sắp hả? Sắp thôi chưa sửa phải không? Tao đeo khẩu trang vô đi. Có chữa đi, mấy sửa được. Mấy còn lại cái mặt kia nữa. Dịch Covid. Phải đeo khẩu trang. Trời ơi, đeo khẩu trang vải màu xanh đó, nó rụng lông, nó nhọt lỗ mũi gần chết. Nên chị đeo khẩu trang vải không à. Còn khẩu trang giấy đó đó, là phải đeo cái màu đen á, nó không có đổ lông. Lông mà cũng rụng. Ờ, có đó, nó rụng lông vô, ngứa lỗ mũi quá. Lông đeo được. Tém bớt lòng. Tém tém bớt cái tém tém. Ok. Nó quả giỏ nó đi mọi người. Nó quả giỏ nó đi cái lồng thủng lồng thủng. Lồng khổng lồng khổng nha. Uống nước mía đi. Uống nước mía đâu. Đi nước mía đâu. Đi nước mía đâu. Bịt cái miệng sao uống không? Nó uống nước mía nó dở. Nó dở cái khẩu trang. Vậy mà hốt cái khẩu trang người ta đục cái lỗ phải không? Để mà bỏ cái ống hút vô được. Đục cái lỗ nghe cái miệng. Đi. Cái gì vậy? Nói gì vậy? Hả? Ủa chị vào cái đây có xe đó chị. Ừ, xe gì? Đây có xe kìa. Có là có, mình đi đi đâu có sao đâu. Nhát dữ sợ chết hả? Sợ chứ, sao bị lụm vô đó nè. Sao bị lụm nữa hả? Thì làm đàng hoàng thì không có sợ bị lụm. Ừ. Sống tốt thì đâu có sợ bị lụm. Ừ. Thấy không? Ok, rồi bây giờ lên xe. Xe nha. Cái tướng của nó kìa trời. Mấy tháng trời gặp lại cũng vậy à ha. Ủa mày đi bộ mày cũng mệt hả? Mệt thiệt chứ.